ngày 19 tháng 2, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với quận Nam Từ Liêm tổ chức chương trình Tết trồng cây xuân giáp thìn và gia quân tháng thanh niên năm 2024 tại công viên Mễ Trì. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, việc tổ chức Tết trồng cây đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần sung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô của các cấp bộ đoàn với hàng chục nghìn cây xanh được trồng mới và chăm sóc trên khắp địa bàn thành phố mỗi năm vào dịp Tết đến xuân về. Tại chương trình ngày hôm nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội cũng kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên bằng hành động cụ thể của mình hãy tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sự bền vững và văn minh cho thủ đô yêu dấu. Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên thủ đô sung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Với mong muốn phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên thủ đô trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc tại các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nghị quyết đại hội đoàn các cấp, thực hiện thành công chủ đề năm 2024 của thành phố, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Tại chương trình ra quân, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội ra mắt 8 đội hình tình nguyện cấp thành phố, gồm đội hình xây dựng nông thôn mới, đội hình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, đội hình giao thông xanh đội hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đội hình hướng dẫn thành lập tổ chức đoàn hội và câu lạc bộ công dân số tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đội hình thanh niên hỗ trợ thủ tục hành chính cho nhân dân, đội hình tư vấn khởi nghiệp và hướng nghiệp, đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Sau chương trình gia quân tháng thanh niên năm 2024, nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa đã được đoàn thanh niên thành phố Hà Nội triển khai, trồng mới cây xanh trong khuôn viên công viên Mễ Trì và khánh thành công trình đường cây thanh niên tại phường Mỹ Đình 1, gia quân các đội hình giao thông xanh tuyên truyền lưu động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tổ chức gắn biển quét mã QR địa chỉ đỏ tại chùa Thiên Trúc, khánh thành hai công trình sân chơi thiếu nhi tại phường Xuân Phương và phường Trung Văn, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và gia quân vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Hưởng ứng lễ phát động của thành đoàn Hà Nội, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thủ đô đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại địa phương, đơn vị